hiện tại mình đang ở trước trung tâm siêu thị Gigamon ở trên đường Phạm Đồng các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn là cái phở Lý Quốc Sư, phở số 1 Hà Nội, ngay tại cái siêu thị Gigamon này, ở phía trước cổng siêu thị Gigamon. Chúng ta vào xem thám phớt là cái phở Lý Quốc Sư là phở chuyên của người người Bắc ở Hà Nội này nó như thế nào nhé. Cuối tuần này thì tại siêu thị Gigamon có một cái gian hàng ở bên ngoài luôn các bạn ơi, gọi là Hello Weekend. Mình đang ở phía bên trong này các bạn, bên trong cái phở Lý Quốc Sư. Ở phía trước cổng của Gigamon, đây là cái trong viên của nó, các bạn, khá là rộng. Đây là cái menu, đây là cái menu của nó. Thì mình gọi một cái tô rồi, tô phở nạm gầu 65.000. Nói chung là rất là đẹp các bạn, có hai bàn máy lạnh rồi, rất là mát. Vừa anh vừa ngắm xe các bạn. Đây các bạn ơi, cái phở của người Bắc, phở Lý Quốc Sư. Rất thấy đặc biệt là không có giá nha. Nó khác so với cái phở kia là không có giá các bạn. Không có giá. Ở trong bên dưới lại là té quế các bạn. Nó đặc biệt nữa là các bạn thấy là có ngò này các bạn. Ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều quán phở, phở là cái món của người Bắc làm, thì nó du nhập vào sang thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn miền Nam này qua hai cái đợt là năm 75 với là năm 54 các bạn. Thì những cái quán phở mà ra trước năm 54 thì giờ người ta cũng đã có thương hiệu hết rồi, 75 cũng có khá thương hiệu. Thì ở Sài Gòn chúng ta có nhiều quán phở rất là nổi tiếng như phở Hùng này, phở Lý Quốc Sư này này, rồi phở Hiền các bạn, khá nhiều phở khác nữa. Cái đây thịt người ta xắt bằng máy các bạn, rất là mỏng này. Ở đây có gân các bạn, còn có thịt gân rất nhiều các bạn, nhiều cũng khá là được đấy. Tô này 65.000. Ở cầu gân này ok, nhưng mà thấy khác thôi, sẽ có phở khác của miền Nam á. Những cái quán phở mà phở miền Nam cho người miền Nam ăn nó đã ta đã cải biến rồi đó, thì nó có giá các bạn, giá trùng, nhưng ở đây không có giá. Rồi ăn dưới cái này các bạn, ăn dưới lá quế này. Có điều khác biệt nữa là các bạn thấy là cái hành người ta xắt ra cộng cộng như thế này, đó là cái phong cách của người Bắc. Thì các bạn biết là cái phở mà phở của người Nam Định đó, thì người ta thường làm con xá sùng để làm nước cho nó ngọt, nhưng mà bây giờ thì con xá sùng khá là mắc rồi, người ta cũng không có, của người Nam Định người ta cũng hình như là cũng mất mất luôn cái truyền thống đó rồi. Giờ phở là chủ yếu người ta làm theo phong cách như Hà Nội này, nước nó không có đục các bạn, nước rất là trong. Chúng ta sẽ thử các bạn. Các bạn thấy không? Nước nó rất là trong, trong không giống như là phở của người miền Nam. Mùi thịt bò nhiều quá, chắc là mình phải thêm nước vậy, thêm gia vị. Cái mùi nguyên vị nó mình chưa có pha nha các bạn. Không được ngọt lắm. Cái mùi bò nhiều quá. Quẩy này bạn. Để nó phải giòn. Cho thêm rau bạn. Ở đây nó khác so với là cái phở ở các chỗ khác.
ở xứ miền Nam này á, là cái phở này không có giá nha, không có giá chục. Thì ở Sài Gòn này mình đã từng ăn nhiều quán phở bình thường thôi, nhưng mà mình thấy cái phở ở miền Nam này cái hương vị khi mà cái người miền Bắc vào Sài Gòn này năm 1954 với lại là năm 1975 ấy, thì người ta đã cải biến đi rồi, có người đã dần phù hợp với khẩu vị của người miền Nam. Thì cái phở lý quốc sư Hà Nội này là nguyên thấy các bạn thấy chưa có cái đổi gì hết, cái ngay cả giá cũng có, và cái bánh phở này khá là giòn. Ở đây có tỏi các bạn, tỏi xịt ra thử xem nhìn khác ở đây. Sài Gòn này thì mình ăn phở hùng các bạn, phở hùng rất là ngon, giá nó cũng mắc, hương và lắc ớt tiêu à. Sài Gòn mình dạo này mưa bất ngờ các bạn, ngày hôm nay thì chưa có mưa nhưng mà trời chuẩn bị mưa rồi, bây giờ là 11:30 10 tháng 5 mà khác rồi đó. Ấn tượng đầu tiên của quán này là rất sạch sẽ, rất thoáng mát, mấy lần là ok. Bạn khác dẫn không? Thử miếng tỏi coi, tỏi ngâm này có ngon không? Chua chua không mặn lắm. Ok bạn, mình đã đi Hà Nội 2 chuyến rồi bạn, ăn tỏi thì bỏ sướng rồi. Phở sướng mình chưa có quay video bạn, nhưng phở sướng thì rất là ngon, chưa có thưởng thức như phở lương sư này ở Hà Nội, nhưng mà đang thưởng thức ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Review cho các bạn xem. Phở thì hiện tại đang có một cái phở cực kỳ hot ở Sài Gòn mình. Đó là phở của là phở chọc trời. Ở tòa nhà ở tầng thứ 66 của tòa nhà 581 bạn. $992.000 bò ngoại luôn, rất là ngon. Như thế thì quá đấy, 920.000. Nhưng được ở lá anh nói được ngắm cảnh Sài Gòn từ đỉnh cao rất tuyệt vời. Bánh phở ngon lành. Phở
của người Nam Định họ trước kia họ dùng con sá sùng, đó là con sùng biển các bạn, làm nước cực ngọt. Nhưng bây giờ sá sùng là món cực kỳ xa xỉ rồi. Rồi có món cháo sá sùng ở đường Âu Cơ các bạn, 6 mấy ngàn một tô. Đầu tháng 5 trời mưa bất chợt quá. Ngày hôm qua là mưa 3 chặp bạn. Sáng sớm mưa, trưa cũng có mưa mà chiều mưa lớn. Ngập nước. Còn mưa là ngập nước, triều cường, nước mưa không được. Mình có 3 cái máy lọc mà, nó mát. Việt Nam mình thì phải nói là tuyệt vời các bạn. Ẩm thực thì bây giờ đã vươn xa rồi, nó trở thành cái gì đó thương hiệu mà người ta đến thưởng thức nhiều món ăn ngon ở Việt Nam. Các vùng miền như là khi mà du lịch qua Đà Nẵng thì cũng có những món ăn đặc trưng Đà Nẵng, Huế cũng có những đặc trưng ở Huế, Sài Gòn thập cẩm, món gì cũng có. Nhưng mà các bạn ở nước ngoài á, ăn ngoài nước ngoài, bây giờ là những cái món ăn Việt Nam bây giờ người ta làm cũng rất là bài bản, và cái thương hiệu những món ăn Việt Nam đã vươn xa. Ngày hôm qua thì các bạn biết rồi, cái bánh mì Phượng ở Hội An ấy thì đã có mặt ở Seoul Hàn Quốc rồi. Rất là mừng. Mà các bạn biết là bánh mì Phượng thì chỉ 25 ngàn ổ thôi, nước sốt cực kỳ ngon, đặc biệt nước sốt ngon. Để khi mà mình khi nào có dịp thì mình sẽ review cho bạn cái ổ bánh mì Phượng các bạn. Các bạn hãy ngồi mà trong khi mà mình đi dân Việt Nam mình đi qua nước ngoài á, trong năm 75 thì họ đã mang thêm một cái hương vị, tức là những món ăn của người Việt Nam ra nước ngoài, thì cái phở này cũng là một cái phần trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt ở Mỹ rồi. Giới thiệu bạn món phở này là phở Lý Quốc Sư. Nếu mà ở Sài Gòn thì các bạn có nhiều quán lắm. Lý Quốc Sư ở Sài Gòn có nhiều quán lắm, ở Đinh Tiên Hoàng cũng có. Nhưng mà nếu các bạn ở khu vực mà Thủ Đức rồi thì anh là thoáng mát mà muốn đi mua sắm luôn á, thì có Lý Quốc Sư ở chỗ Gigamon Phạm Đồng này. Đúng hương vị của Hà Nội luôn. Anh này bay mùi thịt bò luôn bạn. Oh.
con người Việt Nam trở thành cái gì đó, những niềm tự hào của người dân tộc Việt Nam. Hay là xứ Huế, xứ Huế thì ăn những cái món ăn ẩm thực Huế rất tuyệt vời. Đà Nẵng cũng vậy, những cái trung tâm du lịch của Việt Nam là cái ẩm thực đó. Nó đã thành cái gì đó thu hút khách du lịch các bạn. Thật ra món ăn ở Sài Gòn này nó chỉ là không, nó hỗn hợp thôi chứ nó không có miền, không có đặc trưng. Đặc trưng là mình phải đi ra những cái vùng miền rất là đặc trưng. Hà Nội thì có phở hoặc là chả cá Lã Vọng các bạn. Huế thì có cái loại bánh chè. Hội An các bạn, Hội An nhiều món ngon đặc trưng. Bây giờ Sài Gòn là dân nhập cư khá nhiều. Họ đến đây, các dân vùng miền đến đây họ tạo ra những nét ẩm thực đặc trưng của họ, cho nên nó tạo ra cái sự hỗn hợp và rất là đa dạng ẩm thực. Nhưng mà để ăn đúng gốc đúng điều đó, để đến cái vùng miền đó tầm ăn mới tuyệt vời quá. Khá là ngon. Thôi mình xin dừng video đây nha. Hôm nay mình review cho bạn là cái phở Lý Quốc Sư số 1 Hà Nội. Nó nằm ở chỗ siêu thị trung tâm thương mại Giramon trên đường Phạm Văn Đồng, Thủ Đức này. Nếu các bạn có dịp ghé đây và muốn ăn phở thì ghé đây ăn ngon. Đúng thương hiệu. Đúng thương hiệu luôn, và đúng cái không gian này rất là rộng, sạch sẽ. Có bên lạnh mát mẻ ngắm đường phố. Và cái điều thứ hai là đúng hương vị Bắc. Đúng hương vị Hà Nội luôn. Tôi xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.